Thế à? Thế thì tốt quá. Ừ, hỏi giúp chị luôn nhá. Ừ, ok em. Đêm qua chị đi tự tử đấy à? Mày nói cái gì thế? Tôi hỏi chị trả lời ngay. Đêm qua thực sự chị có phải đi tự tử không? Là sao ạ? Là sao? Chị thực sự ngu dốt đến thế à? Ngu dốt? Phải. Con là đứa ngu dốt mà mẹ. Mẹ đã bao giờ dạy con trở thành một người thông minh đâu. Mẹ mặc kệ con lớn lên, không quan tâm con sống chết như thế nào, quyết chọn ra sao. Mà giả sử con có chết đi, thế giới này cũng chỉ bớt đi một đứa ngu dốt thôi. Một đứa có tai như điếc, có mắt như mù, cả thế giới này muốn lừa gạt. Rồi mẹ cũng mất đi một đứa con mà mẹ chỉ nhìn thôi mẹ thấy ngứa mắt rồi. Nó vừa về đến nhà mẹ đã nói luôn, sao không đi luôn, đi thì chết đi mà. Ngu xuẩn. Nói cho chị biết, chị mà nhắc đến những chuyện này một lần nữa thì tự tay tôi sẽ bóp chết chị. Nói cho chị biết, bao nhiêu năm trời tôi ốm đau điên loạn, dù tôi có dùng thuốc thay cơm, nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, thì chưa một lần tôi dám nghĩ đến chết. Vậy mà cớ sao một người chân tay đầy đủ tứ chi khỏe mạnh như chị mà lại dám tự tử hả? Chị muốn bố chị sống thế nào? Muốn bố chị dằn vặt ân hận cả đời vì đứa con gái mà ông ấy yêu quý nhất tự tử hay sao hả? Thế còn tôi, chị muốn tôi ân hận cả đời vì chưa một lần quay lại nhìn mặt con gái mình hay sao? Tự tử vì một thằng khốn đó có đáng không? Con không tự tử. Không tự tử thì làm sao cái con danh láo toét ấy nó dám nhắn tin như thế này? Lần trước bà dạy dỗ tôi cũng ghê gớm lắm. Thế mà sao không dạy lại con mình? Lấy mạng sống của mình ra để nhận sự áy náy và thương hại của kẻ căm thù mình thì tự trọng làm sao? Bớt làm trò đi. Con nhắc lại một lần nữa, con không tự tử. Chỉ cần nghĩ đến những phản bội mà con phải chịu đựng, con thấy con đau hơn cả chết rồi. Tôi nhắc lại, chị mà còn nói đến tử chết một lần nữa thì đừng có trách tôi. Thằng khốn đó, nó có là chồng chị hay là bố của con chị thì cũng không có quyền hủy hoại cuộc sống của chị, nhớ chưa? Bố của con? Mày nói thế là ý gì ạ? Là như chị nghĩ ấy. Là sao ạ? Vứt những suy nghĩ tiêu cực ngớ ngẩn đi. Chị có thai rồi. Cô có biết vì sao cô vẫn chưa có con không? Đúng. Trong sữa hạt, chính tay tôi là người bỏ thuốc tránh thai vào đấy cho cô uống hàng ngày đấy. Tôi không thể để cho cô có con với tôi được. Và tôi không muốn nòi giống của tôi được nảy mầm cho cơ thể của cô. Chuyện gì xảy ra đây này? Chuyện gì xảy ra? Tại sao mày lại có thai? Tại sao? Mẹ ơi, con có thai rồi. Tại sao con lại có thai được hả mẹ? Anh ta cho con uống sữa hạt, trong đó có thuốc tránh thai hàng ngày. Anh ta nói là không bao giờ để cho sai số xảy ra. Anh ta bảo là anh ta không muốn con của anh Nan nảy mầm trong cơ thể của con. Tại sao con lại có thai được hả mẹ? Tại sao con phải làm như thế nào hả mẹ? Tại sao con lại có thai được hả mẹ ơi? Con phải làm như thế nào bây giờ hả mẹ ơi? Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Xin lỗi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ đây.